Khó nhưng không nản, đều đặn vào sáng thứ tư và thứ sáu hàng tuần, các hội viên từ nhiều độ tuổi khác nhau của Hội Người Mù quận Thanh Xuân lại đến lớp học nâng cao kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh với mong muốn được hòa nhập với cộng đồng, xã hội. Tại đây, các học viên đều cầm điện thoại cảm ứng đưa lên gần tai, còn tay phải vuốt liên tục theo hiệu lệnh phát ra từ điện thoại. Trên gương mặt ai cũng không giấu được vẻ phấn khích, có lẽ bởi sau khóa học, họ có thể sử dụng mạng xã hội, đặt xe công nghệ mà không cần nhờ sự giúp đỡ của gia đình. Nếu như ngày xưa thì rất là khó khăn vì là phải nhờ, lúc mắt không nhìn thấy phải nhờ người nhà này, hoặc là phải gọi những số điện thoại như kiểu là xe ôm quen, nhưng người ta bận là không thể nào mà gọi được. Thế mình có cái app đấy thì mình đặt xe dễ hơn, di chuyển dễ hơn, muốn đi đâu nó thuận tiện hơn. Là giảng viên của lớp học, anh Nguyễn Trung Thái cũng là một người khiếm thị, hiểu được khó khăn của các học viên nên bài giảng của anh được xây dựng rất tỉ mỉ, chi tiết, hỗ trợ cho người khiếm thị từng bước tiếp cận điện thoại thông minh. Khó khăn lớn nhất ở đây là lớp học có nhiều độ tuổi khác nhau, cho nên là khả năng tiếp thu các kiến thức thì cũng khác nhau. Thứ hai nữa là khi sử dụng công nghệ thì người khiếm thị cũng gặp nhiều khó khăn, do là hiện nay các phần mềm cũng như các ứng dụng thì đã tiếp cận tốt với người khiếm thị nhưng mà vẫn còn những cái hạn chế nhất định. Đối với người khiếm thị, sử dụng điện thoại đã khó, sử dụng điện thoại thông minh lại càng trở nên khó hơn. Nhưng điều đó không cản được nỗ lực của họ. Chị Thanh cũng là một trong những hội viên cảm nhận rõ những lợi ích của việc sử dụng thành thạo chiếc điện thoại thông minh. Qua lớp học của thầy Thái thì tôi thấy là tôi học được rất nhiều. Thầy dạy rất nhiều về những cái công nghệ thông tin mới, ví dụ như là sử dụng Zalo, Facebook này, rồi YouTube, rồi xem thông tin báo ở trên mạng ấy. Sử dụng được rất nhiều và làm cho cái cuộc sống tinh thần mình rất tốt lên. Đối với người khiếm thị, việc học sử dụng điện thoại thông minh không chỉ đơn giản là đang tiếp thu một kiến thức mới, mà đấy còn là bước tiến lớn để bản thân họ có thể tự tin cũng như chủ động hơn trong quá trình giao tiếp và làm việc để hòa nhập cộng đồng.